Brandon Gannett, 32 tuổi, đã bị bắt giam sau khi chuyến bay bị chuyển hướng và hạ cánh xuống thành phố Oklahoma vào tối Chủ nhật 11:30 ngày 16 tháng 6 2019. Anh ta bị cáo buộc đã bắt đầu la hét những lời tục tiểu và đe dọa mọi người trên chuyến bay. Bodycam của cảnh sát cho thấy rất nhiều nhân viên cảnh sát lên máy bay để bắt giữ anh ta. Chuyến bay này là chuyến bay American Airlines bay từ Pittsburgh về Dallas. Brandon Gannett sẽ bị truy tố ở tòa án liên bang với rất nhiều tội danh. Thank you for watching. Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mèo con, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình phải trong vinh quang, đền công lao bao bao sự hùng anh. God bless you. God bless America. Very much appreciated. Thank you all very much. God bless you and God bless America. Thank you very much. Thank you.